Rồi tiếp theo là cái lô này bonsai 1225, 6 cây tổng hợp. 6 cây tổng hợp này quay cho cái bà chị gì ngoài Bình Dương hay gì nha, có số 21 đuôi gì đó nha. Kia nói là mua lô không kịp, tôi quay cho chị lô nha chị. Số 21 đuôi Bình Dương hay gì tôi cũng quên, không nhớ. Đây nè, chị có lên đây coi rồi được thì mua, không được tôi bán người khác nha. 6 cây nha. Đầu tiên cây Euro là nó đang ra bông, quý vị thấy không? Cái cây Euro là đặc biệt lắm. Cái cây này tôi bán 70.000 lận nha, mà vô đây tôi bán có 50 rồi đâu có lời đâu. Coi như cây này là không có lời luôn đó nha. Đây nè, thấy bông nó không? Nó qua bông quanh năm suốt tháng mà nó ra bông vậy đó. Khi nào nó tàn hết, cái nào nó đậu cái trái luôn nha quý vị. Đó, Euro nè. Một cây thấy bông đẹp không? Cực kỳ luôn ha. Hai cây sâm núi nè. Cây này bán lẻ cũng phải 80.000 mới bán nha. Bán lần 2, 3, 3, 4 cây chứ lên đó nha, chứ không có bán một cây đâu à. Bà vô đây tôi cũng bán cho 50 luôn ha. Còn có vài cây thôi, còn cây này cũng vậy nè, 60.000 nha. Mà bán 5 cây ba sĩ nha, rồi cũng bán vậy luôn, kệ đi cho vui. Cây này cũng vậy luôn, bán lẻ phải 70.000. Đó mà vô đây bán 50 luôn. Rồi. 4 cây ha, à, đây là một cây kim giòn nữa nha, siêu mini nha. Rồi đó. Đây là cây sơn liễu nha chị. Đó, cái lô này của chị là ok number one rồi đó nha. Không được thì thôi tôi bán người khác nha. Rồi, 6 cây. 6 cây này bán 300 chắc lời được 30.000 đó nha. Không biết được không đó nha. Đó, rồi thôi. Vẫn bán vui lắm, vui dân nghệ mà. Bán cây là một lô lời 10.000, 20.000 tôi cũng vui nữa. Kệ, Nguyễn có giao lưu với quý vị là ok rồi. Đây là niềm vui của tôi mà. Ngày bán buôn của tôi mấy chục năm rồi, 7 tuổi là đi bán rồi. Nên nhiều khi lợi nhuận không, bây giờ không có quan trọng mấy nữa. Nguyễn đừng có lỗ rồi được rồi. Rồi vậy nha quý vị, kết thúc quý vị ơi.